Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì tiếp tục với tựa game là Tiến lên miền Nam các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào đây với mức vốn là 50k, sẽ tiếp tục vào đây. À quên, mức vốn là 23m, mình sẽ vào đây. Và mục tiêu hôm nay sẽ kiếm lên tầm khoảng 25m là dừng các bạn nhé. Ok, đánh luôn 3 hơn các bạn, bài khá là xấu. Nhưng mà chắc chắn là vẫn phải cố gắng đánh thôi anh em ạ. Bài thì nói chung là đéo có gì chơi luôn anh em ạ. Giá mà có đôi... Ok, 10 rô này, đấy, 8, 9, 10 GQ 8, 9, 10 đúng không? Gì quỷ thì tính ra bài xấu quá anh em ơi. Nhưng mà thực sự luôn là nếu mà kể cả bài xấu nhá thì em vẫn phải cố gắng em chạy lá cho tôi đúng không? Anh em đừng có để mà nó om nhiều lá quá là dở ngay nhá. Thì như vậy là hai con hai ra rồi. Bây giờ mình cần đánh quy cả át thì chịu anh em ạ. Em cố gắng đừng để dính nhiều lá quá là anh em sẽ bị đến rất là nhiều nhá. Cho nên anh em cố gắng chạy lá trước cho tôi. Ok, 6 này. 6 đánh được con gì nữa thì đẹp anh em nhỉ. Đánh hạ. Ủa ôi. Thế tôi phải đánh hai luôn thôi, buông luôn hai nhỉ. Chắc chắn rồi, kể cả không đánh hay không đánh thì nếu mà không đánh được biết ngay nó chặn. Còn mỗi con hai rô anh em nhá, tính ra quả đá con hai tôi hơi thấp anh em ạ. Ba con năm thì chịu này. Đấy, bây giờ tầm này tôi chỉ đợi ba lá tôi vào luôn là 8, 9, 10 thì đẹp. Đôi sáu ấy, đôi gì nhỉ, đôi gì đúng không? Ok, đôi gì thôi anh em. Đôi gì chắc tôi đánh 8, 9, 10. Xong đánh đôi 4 anh em. Đôi 4 có khi ván này lại về được. Cái lời chơi về được anh em ạ. Tôi chắc chắn là ván này tôi phải đánh đôi 4 các bạn nhé. Chứ đánh cóc quy thì toang, sợ toang lắm. Đấy, đôi 4 khả năng cao nó vẫn bắt được. Nhưng mà đánh cóc quy, ở biết thế tôi đánh cóc quy có phải ngon nhỉ? Ở mẹ tôi cũng đéo hiểu sao tôi không đánh cóc quy pha vừa rồi anh em ạ. Cũng tôi sợ, tôi cũng đéo biết được là chúng nó có còn kiểu ấy không ấy. Đấy, nhưng mà thôi pha vừa rồi thì mục tiêu của mình. Ui dồi, bài tôi cái gì đây? Bài tôi toàn như kiểu là 3, 4, 5, 6, 3, đôi 4, 5, đôi 6, vãi hò, xấu vãi hò anh em ơi. Đôi ca hơn, tôi chịu ván này, tôi chịu thôi, tôi chịu anh em ạ, bài quá xấu luôn, thằng này còn mỗi 4 lá, nguy hiểm vãi anh em ạ. 5 à, 6 nhỉ? À, 8, 9, 10 gì đúng không, tôi đánh luôn 2, hết cách nhỉ, đánh luôn 2, đúng không? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 gì đôi ca. Giá mà còn giá mà có con hai cơ thì ngon anh em ạ. Nhưng con hai rô thì ai nhép đéo làm được cái gì luôn, thực sự. Ở gì cũng bị chặt, đấy tôi biết ngay. Đéo làm được gì luôn anh em ạ, thề luôn. Bây giờ ui rồi tứ quý át. Ô sao nó không chặn mình nhỉ? Thế tôi cũng không hiểu tại sao nó không chặn con hai của tôi. Đấy. Ok, mất 500 anh em ạ. Mục tiêu lên 25 triệu càng ngày càng thấy xa vời rồi các bạn nhá. Đó. Rồi, cố gắng thôi. Đấy, cố gắng anh em ơi. Ok, như vậy ván này có hai cơ rồi. Có hai cơ nhưng mà đổi lại thì bài lại xấu. 10, 10 hơn anh em, đánh từ cốc 10 là cũng hiểu vấn đề rồi anh em ạ. Đánh ra thì 3, đôi, 4, cốc, 5 anh em ạ. Bài xấu vậy. Thề luôn, nếu có gì nói luôn anh em ạ. Hai luôn, ván này tôi chạy lá anh em nhá. Ok, tôi chạy lá này. Tôi chạy lá, sau đó tôi đánh như này tôi tiếp chết rồi anh em ơi. Địt mẹ đéo còn gì nói luôn. Vừa để chạy lá xong mà gặp luôn quả ba đôi thông anh em ạ. Hôm nay không biết là tôi có bị soi không, nhưng mà từ đầu đến cuối cảm giác đen như chó mực luôn. Đấy, thực sự. Ok, ván này thì sẽ chờ đợi các bạn nhá. Đôi gì chịu mất 950 nữa. Như vậy lỗ cũng khá là nhiều rồi anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh thêm ván này nữa các bạn nhá. Ván cuối cùng. Đấy, ván này mà thua nữa chắc nghỉ luôn. Nhiều hôm thì bị á chả ván này vẫn không có hàng em ạ. Tôi vẫn mong chờ một pha là có đôi 3, đôi 4, đôi 5. Nhưng mà nó toàn kiểu là 3, cấp 4, 5. Đấy, kiểu thế, rất là khó chịu. Ok, sau đó đánh quy nhỉ. Đánh quy, chạy con quy nữa. Sau đó đánh 3, 4, 5. Đúng không? Em thấy hợp lý không? 10 đúng không? 10 đánh quy nhỉ. Đúng không? Xong đánh 3, 4, 5 này. Xong rồi tôi đánh ri quy ca. Đấy. Tôi nghĩ chỉ có như này thôi. Đúng không? Hai luôn, còn sợ đếch cái gì. Giỏi mới chặn tao quả nữa xem nào. 3, 4, 5 này. Xong là GQK nhỉ. Xong cốc 3, đúng không? Nhưng mà vẫn đang còn ô từ QK thì tôi chịu anh em ạ. Nói chung là cũng đéo về được đâu. Thực sự rất là khó luôn. 4, 5, 6, 7, 8. Ván này khả năng tôi bet tôi nghỉ luôn anh em nhá. Dỗi vãi cứt. Khiêm như đầu buổi. Nó thật luôn. Đấy, thua liên tục anh em ạ. Nói chung là không phải là game đầu buổi đâu, và có nghĩa là những hôm thắng thì mình cũng phải có những hôm thua đúng không anh em. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye tất cả các bạn. Và bạn nào mà chưa tải tự game Minh Bot, các bạn thể tải game thông qua link để dưới phần mô tả của video nhé. Ok.